Ngọc Hải là một cầu thủ có chuyên môn tốt, điều đó đã được khẳng định. Tuy nhiên, khi đến với Viettel trong giai đoạn đầu, cậu ta đã phải nhận án kỷ luật, chịu áp lực từ nhiều phía. Thế, Hải đã tập luyện rất tốt trong thời gian qua và hôm nay cậu ta đã chưa đạt yêu cầu, cậu ta biết cách tiết chế thay vì có những hành động nóng nảy trên sân. Tôi đã nhắc nhở cậu ta phải thận trọng trong những hành động nhỏ nhất và Ngọc Hải đã làm được. Hy vọng trong thời gian tới, Ngọc Hải sẽ đóng góp được nhiều hơn cho đội bóng. Chúng tôi đã tạo ra một số cơ hội nhưng không thể ghi bàn. Tôi cảm thấy tiếc về điều đó. Chúng tôi vẫn đang nỗ lực từng ngày để hoàn thiện và xây dựng một đội bóng, đó là cả một quá trình. Tôi nghĩ khi các chân sút ở hàng công chơi tốt, Viettel sẽ giành được những kết quả tích cực trong thời gian tới. Vị trí của tôi trên sân không thể bao quát được hết, nên tôi không thể bình luận gì về những quyết định của trọng tài trong trận đấu ngày hôm nay. Xin chào tất cả các anh em trong phóng viên, những người lời cảm ơn tất cả cổ động viên Nghệ An đã cổ vũ trận đấu hôm nay. Nhân đi đá sân khách thì dù sao thì một điểm tôi cũng cảm thấy rất hài lòng, đó là tinh thần thi đấu của đội bóng rất là cố gắng, mặc dù chúng tôi cũng đang thiếu những con người, đặc biệt như tiền đạo thì chấn thương mới tập lại nên là sức mạnh có những cái vị trí biên tôi phải đưa Văn Toàn ra biên từ đầu đấy, nhưng mà trong cái diễn biến trận đấu thì có những cơ hội tôi có thể có bàn thắng nếu như tận dụng được. Và hiệp hai thì có những cái may mắn giống như quả cuối cùng, nếu đội bạn ấy thì cái cuối cùng bu giờ vậy thì nó sẽ có tỷ số được hòa, nhưng mà dù sao đá sân khách hòa tôi rất hài lòng. Trận đấu có những cái tình huống thì thực sự là phải là những cái lỗi, những cái nó đá vào cổ chân đau la thì có những tình huống đấy thì ta bắt sát hơn thì tôi nghĩ là nó đỡ cái áp lực hơn, nhưng mà toàn đội tôi có thời điểm chưa được kiểm soát. Thì Văn Đức gần trước có thể nghe nào được, tại vì cậu ấy chưa thể vào tập lại với đội được, thì tôi chưa biết được lúc nào. Tôi có thể là bác sĩ họ dự kiến thôi, nhưng mà mọi vấn đề thì có thể tùy thuộc vào khả năng cầu thủ đấy, có thể dự kiến một tuần, có thể hai tuần, có thể ba tuần. Thứ nhất là tôi muốn tất cả cổ động viên không hẳn chỉ ở Sông Lam Nghệ An, ta hãy đến sân cổ vũ với tinh thần fair play và cổ vũ nhiệt tình. Còn những cái đó nó ảnh hưởng rất là lớn, đó là về cái không chỉ bóng đá Việt Nam nữa, kể cả những cái ta AFC Cup những cái gì đó cũng đã bị những cái đường phạt đấy. Và tôi nghĩ là hình ảnh bóng đá Việt Nam đang đi lên thì cổ động viên cũng thế.